cả các mẹ. Mình tên là Hà, mình 31 tuổi. Hiện mình đang là mẹ của hai bé Minh Dũng và An Hưng. Bé Minh Dũng sinh năm 2012 và bé An Hưng sinh năm 2015. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các mẹ nghe về quá trình ba mẹ con mình đồng hành theo phương pháp của group Bố Mẹ Yêu Con. Mình cũng như bao mẹ khác rất mong muốn con mình học tốt môn tiếng Anh, bởi vì mình biết môn tiếng Anh rất là quan trọng. Biết thế nên khi Minh Dũng được 6 tuổi, mình đã tìm rất nhiều trung tâm gần nhà có, xa nhà có để đăng ký cho con học, để giúp con làm quen càng sớm càng tốt với môn ngoại ngữ này. Thì lúc đấy mình có đăng ký cho con, con đã học qua 3 trung tâm tiếng Anh. Ở trung tâm thứ nhất thì mình đăng ký cho con gói hơn 1 năm và con học được 6 tháng thì nghỉ, với lý do là mình thấy không hiệu quả, bởi vì khi con học được 6 tháng ở trung tâm cho Minh Dũng bài kiểm tra viết mà con lúc đấy mới 6 tuổi, con tiếng Anh con chưa nói rõ thì không thể viết được, nên là mình không mình thấy không hiệu quả nên mình cho con nghỉ. Ở trung tâm thứ hai thì mình cũng đăng ký cho con gói 1 năm và cũng học được khoảng hơn 3 tháng thì nghỉ, bởi vì trong 3 tháng chỉ học lặp đi lặp lại cuốn Phonics 1 và mỗi hôm chỉ được 3 từ, con thì lại không nhớ lắm nên là mình cũng cho con nghỉ luôn. Đến trung tâm thứ 3 thì con học trung tâm thứ 3 thì khả ái hơn, vì chắc là cũng có kinh nghiệm tìm trung tâm cho con rồi, thì con học cũng tốt. Khi ở đó mình muốn duy trì cho con thói quen đọc hay là làm quen với tiếng Anh nhiều hơn, thì chính cô giáo ở trung tâm có giới thiệu cho mình group Bố Mẹ Yêu Con đọc sách mỗi ngày. Mình cũng đã tìm hiểu và tham gia ngay luôn ngày hôm đấy. Trong quá trình đăng bài, mình nhớ cái bài đầu tiên là mình đăng cho con, đó là hai bạn nhà mình đang nhảy và bạn An Hưng thì đọc chuyện tiếng Việt, khi đấy là con 4 tuổi, bởi vì lúc hơn 3 tuổi rưỡi là con đã có thể đọc tiếng Việt những chuyện ngắn rồi. Vì lúc đấy đã biết nhiều tiếng Anh đâu nên là mình cũng chưa biết đọc. Xong rồi có một cô giáo cơ duyên đến này, có một cô giáo nhắn tin cho mình là: mẹ Hà Tú ơi, hai bạn nhà mình mà học theo phương pháp của group Bố Mẹ Yêu Con thì hai bạn sẽ tiến bộ nhanh lắm. Mình cảm giác như là duyên đến rồi nên là trả lời lại cô ấy ngay lập tức. Xong rồi hỏi cô ấy từ chiều, mình nhớ là tầm đấy khoảng 2-3 giờ chiều gì đó, đến tầm mình đi làm về 6-7 giờ tối vẫn nhắn với cô ấy. Và đến, mình nhớ đó là ngày 9 tháng 11 năm 2019, mình vẫn gọi đó là ngày mùng 4 tháng 11, mình vẫn gọi đó là ngày định mệnh, bởi vì mình nhớ, bởi vì hôm đấy là mình có đi ăn cưới của một người bạn. Thế xong rồi tối hôm đấy là mình đăng ký chuyển tiền luôn cho hai bạn, hai bạn là Minh Dũng và An Hương học luôn. Tối hôm đấy là mình đăng ký luôn. Thế xong rồi mình tối hôm đấy đăng ký luôn thì mình có nói với xin phép là được cài app sớm luôn, bởi vì lúc đấy sẵn là có cái iPad sẵn rồi. Xin phép được cài app luôn, bởi vì thường thì là 9 giờ là hết giờ để cài app rồi, nhưng mà mình có xin để được linh động cài luôn trong tối hôm đấy, vì khi lúc mới đăng ký học cũng hào hứng lắm, là cũng được sự đồng ý và hay được các admin cài cho đến hơn 12 giờ, mình nhớ là hơn 12 giờ mới xong. Khi đóng tiền xong ấy thì thực lòng là mình cũng có thấy lo. Mình lo là với số tiền mình đóng thế thì có an toàn không nhỉ, có bị lừa không nhỉ, liệu con mình có theo học được không, học trung tâm thầy cô dạy còn chưa ra đâu thì học ở phương pháp này bố mẹ đồng hành với con thì liệu có hiệu quả không, liệu dây có hợp tác không, liệu mình có khả năng đồng hành cùng con không khi mà tiếng Anh mình không biết. Thế nhưng mà với mình thì lúc đấy thời gian là thứ rất quan trọng, bởi vì chồng mình đi công tác xa, chỉ có ba mẹ con ở nhà thôi, nên là mình cũng quyết liều mặc kệ đi, thôi đóng tiền rồi là quyết tâm học, người ta làm được mình cũng học được. Mà động lực lúc đấy của mình chính là các bé bên group đăng bài đọc bài, nhìn các bé đọc mà mình rất hào hứng, rất là mong ước là con mình sau này cũng đọc được như vậy. Lúc đấy là mình nhìn thấy bạn Ốc nhà mẹ Linh, hai bạn Thanh Hằng và bạn bé Ba nhà mẹ Thùy Linh, bạn Gấu nhà bác Dung, vì thường cũng toàn xem tuổi với Minh Dũng và An Hương nhà mình, nên là mình rất có ước mơ và mong muốn con mình cũng được như thế. Xong rồi trong quá trình học cùng con thì có rất nhiều kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn thì hầu như là không có mấy, bởi vì là
khi con mình đã tiến bộ rồi, tiến bộ hàng ngày như vậy thì làm gì có nỗi buồn len lỏi được vào đâu, chỉ thấy tự hào, còn thấy phục mình khi mình đồng hành được với con. Và kỷ niệm đáng nhớ mình là khi con học được hơn 1 năm rồi ấy, thì bố có đưa con đến trung tâm test, trung tâm Apollo, họ có gọi điện và mình đặt lịch test cho hai bạn nhà mình để cũng muốn kiểm tra cho con trình độ ra sao sau 1 năm mình đồng hành cùng con theo phương pháp của group bố mẹ yêu con. Thì họ rất ngạc nhiên và họ có hỏi con mình rằng là ở nhà bố mẹ con có ai là người biết nói tiếng Anh không. Nhưng bạn ấy trả lời là dạ không ạ, mẹ con là người dân tộc. Xong rồi họ ngạc nhiên, hóa ra là ý bạn nói là mẹ con là người dân tộc Kinh, nhưng thật lòng là mình cũng rất kém khoảng tiếng Anh. Như thế là một điều mình rất mừng. Còn cái nữa đó là mình đặt tên đó là Đủ Lắng Hoa Sẽ Lở, bởi vì là điều mẹ lo nhất là em Tí thì em Tí lại học rất nhanh. Phải chăng chắc là do trước đây em Tí đã được nghe anh Tít đọc tiếng Anh rồi, hay là cũng được học tiếng Việt rồi, nên là có khi em đánh vần hay học nhanh chăng. Nhưng đấy là mình nhớ là 1 tháng 20 ngày là Tí đã tốt nghiệp level 1, hơn 2 tháng là con đã tốt nghiệp level 2, và gần 1 năm con mới tốt nghiệp được level 3. Đó là điều mẹ mừng nhất. Còn với bạn Tít thì mẹ khá hài lòng về con, vì con khá chịu khó học, con không để mẹ phải nhắc nhiều đâu, bài tập trên lớp là con đã hoàn thành hết. Khi mẹ đi làm về nhà rồi, tối đến ba mẹ con chỉ đồng hành cùng nhau thêm môn tiếng Anh thôi. Đến phần vẽ min map của level 4, level 5 thì lại rất mừng là bạn Minh Dũng nhà mình rất thích vẽ, nên là con được thỏa niềm đam mê nên cũng không có áp lực gì mấy. Về thành quả thì thành quả nho nhỏ đó là thành quả về tinh thần đó là ba mẹ con làm bạn với nhau, ba mẹ con hiểu nhau hơn. Mình thấy từ ngày đồng hành cùng con thì mọi việc rất là ý nghĩa. Và có chút thành quả nữa đó là năm trước bạn Minh Dũng có được tham gia câu lạc bộ tiếng Anh và cũng tham gia cuộc thi nói giỏi tiếng Anh tại trường cùng các anh chị lớn hơn. Minh Dũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi đấy và con đã được giải cao nhất, đó là giải nhất, là quán quân của chương trình nói giỏi tiếng Anh đó. Đấy là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các mẹ. Mình cũng muốn nói thêm là qua quá trình đồng hành cùng con thì mình nhận ra được giá trị đó là bản thân mình cố gắng là thì mình sẽ làm được, và đồng hành cùng con khiến cho mình hiểu con hơn, mọi việc đều nhẹ nhàng hơn, kể cả sau này khi con đã có ý thức rồi thì chuyện bài tập trên lớp cũng không khó khăn nhiều. Chưa đến là môn tiếng Anh thì các con lại học trên lớp rất hào hứng, làm thêm kiến thức mới bằng môn tiếng Anh rất rất tự nhiên. Mình muốn nhắn nhủ với các mẹ đó là với các mẹ đang đắn đo hoặc với các mẹ đang ở trong group đang tàu ngầm và chưa biết khi nào lên đồng hành cùng con và đồng hành với con ra sao, thì các mẹ hãy bắt tay ngay bây giờ đồng hành cùng con. Chỉ vài tháng thôi là các mẹ đã có thể bắt đầu hái được những trái ngọt đầu tiên rồi. Mình cũng đã mời rất nhiều bạn bè của mình và họ đều cảm ơn, kiểu như gặp nhau thì sẽ thấy vui hơn, vì cảm ơn nhá, bạn đã giúp tôi đồng hành cùng con, cảm ơn nhá, tôi không nghĩ là tôi cũng làm được đâu. Thế rồi thực sự là niềm vui cứ nhân lên mỗi ngày thôi. Khi con mình vui, con mình học tốt thì mình nghĩ đó là niềm vui lớn nhất của bố mẹ. Mình vẫn tâm đắc nhất một câu đó là nếu chưa muốn bạn sẽ tìm lý do, còn khi muốn bạn sẽ tìm cách. Mình mong rằng các mẹ sẽ bỏ qua thật nhiều lý do và tìm thật nhiều cách để giúp con giúp con có thể tiếp cận được ngôn ngữ này một cách tự nhiên, cũng như là cho mẹ và con có cơ hội khám phá chính bản thân mình. Đồng hành cùng con là một điều tuyệt vời nhất mà mình đã được trải qua. Cảm ơn bố mẹ yêu con, cảm ơn group, cố lên các mẹ nha. Bạn Minh Dũng chào, bye bye. Chào bác.